Hello, hello cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Buổi sáng tốt lành may mắn nha cả nhà ơi. Sinh khí 7 kháng hỏa băng sát. Mấy đồ này bọn này nó chịu khó nên treo đây nó bán thật đấy anh em ạ. Mình thật sự những cái đồ này ngại treo dã man này lắm. Nó chịu khó thế. Còn đi mua tim máu này lại tiếp tục đi nhân phẩm săn boss đây anh em ơi. Tôi lại đi làm tí nhân phẩm boss ạ. Hello Thái Thái Băng, hello anh Đạt, hello Phương Hoa, hello Tiền Doanh, hello Yến Mai, hello Thi, hello Công Tần, hello Phạm Corret, hello Quân Luật nhá, hello Phong Trần, hello Tùng Anh, hello Vũ Kim, Kim Xuân, hello Đắc Trác, hello Hồng Dương, hello Bắc Tối, hello hello tất cả anh em, hello Bắc Cường HD nhá, là bộ may mắn cao đi săn siêu phẩm đi anh, trời, đấy vật may mắn mắc của anh em, link tải mình ghi vào trên like anh em ơi. Hỏa năng động 213198 này anh em ơi. Chào công nghiệp nhà bà Lâm Minh Quấn nhá. Đông anh em quá. Đông anh em vào một lúc quá đây là mình chào một loạt. Là tất cả anh em nhá. Lâm dạo là dạo này cứ thất ẩn thất hiện này cũng xem live của mình nhưng mà cũng hay ngồi lên xem live nhưng mà tất cả là ý mỉm ấy, cái này người ta gọi ý mỉm ấy. Ở bot kim này anh em ơi. Lâu như đàn nhất là vào con này bao nhiêu là qua con này có tính giá hơn 3 triệu em ơi. Con này là con làm anh làm ít nhất mà có cái anh vẫn đi săn săn boss thì đông kim quánh nhau vét ra nhà thì nhà cứ hơn 3 triệu. Tối nay thì tối nay mạnh sẽ test con kim thế server mới nha anh em nhé. Ba triệu nhiều anh em không tin. Nhưng anh em không tin là mình bỏ đây 3 triệu để chơi chơi này đấy anh em ạ, thật. Nhớ không ổn đấy, nhớ tin. Nhưng mà thực chất đó là vậy. Là tất cả anh em ạ. Với xã tốt lành may mắn được rỡ nha anh em ơi. Vừa mua nhầm mấy bình máu ấy.
Ừ em ơi, xem mới anh lại túc tắc anh lại chơi lại từ đầu. Và từ đầu này khả năng là anh sẽ không chơi được, anh sẽ không không xuống xác như cái server đầu kia nữa. Vì đầu server đầu tiên là mình mới chơi lại nên nhiều cái mình không biết. Server mà thứ hai này là mình quen rồi, mình chơi theo cái kiểu là mình chơi theo kiểu mình biết rồi thì mình chắc khả năng là cũng đỡ đỡ rất nhiều, vì nhiều thứ mình đã biết rồi. Như kia nhiều cái mình chưa biết cái gì cả, mình phải mày mò xong là mình mất nhiều quả, nhiều khi người ta gọi là mất mất tiền ngu đấy, để mình xem thử đồ lên như thế nào cái cần những cái gì đấy. Xem cô cha qua trải nghiệm một server mấy tháng rồi nên mình cũng am hiểu rồi, nên mình thêm cái cày cuốc vào nữa là cũng đỡ đỡ bao nhiêu. Mua nhầm mấy cái bình thuốc thuốc 50 đây cơ mà. Rồi, ok anh em ạ. Tiếp tục con thứ hai này. Hello cả nhà nhé. Buổi sáng tốt lành may mắn nhé cả nhà ơi. Một ngày chúc anh may mắn giải trí đem lại tiếng cười cho anh em hàng ngày. Ok em Đạt đây. Cũng mong được được sự ủng hộ anh em tất cả trên các buổi ngay ạ. Like, chia sẻ, bình luận đều là miễn phí hết nhé anh em ơi. Anh em ta tương tác chào nhau một chút ạ. Xe mới là khả năng không súng xác được là nếu có sò không không quay được 50. Cái xe mới sò nó đắt lắm. Quả lăng động 227 200. Chuyện chuyện phái liên tục mới tốn chứ giữ phái với cái các hoạt động nhiều thì tốn bao nhiêu đâu. Chọn nó chủ yếu là cái chuyển phái đấy, cái chuyển phái nó tốn dã man luôn đấy. Phái với cái môn nghiện là nó tốn. Thế ra chuyển phái nhá, mỗi lần anh em chuyển phái mà chuyển đồ đấy, ví dụ cùng cái phái đấy nó vẫn chơi cái đồ đấy thì không sao, mà ví dụ là đang là phái mình đang là hệ kim mà mình muốn chuyển sang thiên nhẫn, chuyển sang thiên nhẫn hệ hỏa mình mất 10 triệu 10 lần chuyển là cơ hóa. Xin một slot bang nào. Ok bạn ơi, hello. Nhớ ông lấy vợ khi chơi võ lâm lẻ tuổi thơ. Ok bạn ơi, không ngăn được thế mà tử ở Thiên Sơn Hà Bắc. Cái trung thu chuẩn bị Tết nhỉ? Ừ đúng rồi, nhanh thật anh em ạ. Ăn mắc mình ăn mắc hết rồi anh em ơi, nhiều ông này. IOS chơi được không bạn ơi? IOS chơi được bạn ơi. Ở đây. Còn có cái bình tiên thảo lộ cắn nốt đi. Vì hôm nay kế hoạch tử nhiều khi thật thì không muốn đầu tư kế hoạch tử nữa, đầu tư cái bình này đi. Người đồng đồng người hello Tú Trinh nhá, đang live test kiếm thế lô Đức Thiện nhá, kiếm thế test tối thôi, kiếm thế test đến tối. Còn hôm nào hôm open thì mấy em mới online buổi sáng ông chơi open, còn đâu là test này thì mình chuyển về tối, mình vẫn là mình vẫn live về tối. Sáng mình có công việc của mình đó mà. Hôm qua sang bên Thủy Nguyên bị tống ngược chiều đoạn cầu đen hơi giỏi ơi, thế là bạn lại bị mất một ít đúng không? Thế nào cho nhanh cấp bạn nhỉ? Đâu dụ với nhá, nhanh cấp thì cách nhanh nhất là mình bắt xu mình mua bạch cầu hoàn. Nói chung là cách nhanh nhất thì bao giờ nó cũng liên quan đến đô la rồi anh em, liên quan đến tiền rồi. Mà cách chậm chậm vừa vừa thì anh em ta vẫn cứ lên mấy cái map nó quái 90 quái 100 tùy vào cấp độ của mình, để anh em vào party kiếm một party thật ngon và cắn x2 lên. Như ví dụ cách tốn tiền là vẫn là cài đặt này, rời mạng ủy thác này, xem có bao nhiêu ngày ủy thác này, mình có bìa mình có 19 ngày ủy thác này. Bạn có thể dùng bạch cầu hoàn để đổi kinh nghiệm tới đây này, một bạch cầu hoàn là 8 ngày. Anh em có từ đây ngày từ đây giờ tính ra theo bao nhiêu giờ anh em muốn đổi bao nhiêu thì anh em đổi. Chơi game thế dễ hiểu hơn võ lâm. Võ lâm cơ mà chuẩn ra thì để mà am hiểu ấy, nên để mà chơi thì cái đồ tính đồ họa thì tất nhiên là game thế họ nhìn sẽ dễ hơn võ lâm, nhưng mà để chơi nếu mà đam mê thật sâu ấy thì tôi thấy võ lâm chơi nó dễ hơn thật.
Võ Lâm chơi chơi nó đam mê hơn nhiều cái. Nói chung là mỗi một game mình không không dám so sánh game này với game kia. Mỗi một game nó có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nên là mình trải nghiệm những cái game nào mình cảm thấy nó sướng nó vui là được anh em ơi. Như tôi Võ Lâm thì thật sự anh em là tôi không bao giờ hiểu sâu rộng thật. Tôi chỉ gọi là vào đây tôi đi hàng ngày tôi đi làm con boss, đi làm dã tẩu, đi đánh tí tống kim, loanh quanh câu cá long quăng thôi. Đi mua thông đi luyện skin hoặc là đi này đi kia mấy anh em thế thôi. Còn bắt bọc bạch cầu hoàn không nhanh bằng mua tiên thảo lộ cắm chạy in phun lửa đầu không có máy chạy in mới mua bạch cầu hoàn thôi. Đấy đấy là dành 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 cho những anh em nào mà có tiền mà mua bạch cầu hoàn đấy. Nó chuẩn ra cắn bạch kiếm một party như như hôm qua anh em có xe mạnh à, hay lên cái bãi ở Trường Sơn Bạch Lam đấy, chạy cái bãi đấy đấy, cắn tiên thảo lộ vào party cái bãi đấy cả ngày hơi nhanh luôn. Đều đều 3 giờ nó cũng có từ tầm 5 đến 7 lửa đều đều cho anh em, mà quái nó ra liên tục luôn. Bãi hôm qua ở trên Trường Sơn Bạch Lam anh em ạ, quái nó ra liên tục luôn, cho nên cái bãi trên đấy nó mới sướng. Hello tất cả anh em nhé. Buổi sáng tốt lành may mắn rực rỡ nha anh em ơi. Bao nhiêu ngày lên lên được đấy? Lên 8x á, lên 8x thì tùy vào anh em cày thôi chứ cái này mình không rõ được. Nếu nhiều anh em người ta cày thông thông 24 trên 24, nhiều anh em chơi chỉ 1 2 tiếng thì cái đấy thì mình không rõ được. Là mình cũng không dám khẳng định là bao nhiêu ngày lên 8x. Rồi nếu anh em mà muốn nhanh thì anh em vào bỏ ra khoảng tầm 50.000 đến 100.000 và mua cái ác 8x đầy đầy mà anh em mà bán xác đầy này 50 đến 100.000 hay sao ấy. Tôi thấy hôm nọ là ông em tôi mới mua ác đường bôn 100.000 là như gần sắp cấp 90 này, là cấp bây giờ hơn trăm rồi, mỗi tôi thì chạy cấp bây giờ mới 89 thế này. Tôi đây cho anh em xem bảng xếp hạng này. Đây này thập đại cao thủ này 104 rồi. À, trong top 10 là 102 này, top 1 là top 2 là 104 này. Game này có công ty nào thì bạn game này có công ty Thiên Tuyệt bạn ơi, chào anh nhá, anh em sự tình cảm lắm. Ok game của công ty Thiên Tuyệt nha anh em ơi, server Vương Sơn một là một anh ơi. Game này, Võ Lâm Mobile bạn ơi, ăn mắc gì vẫn mắc hết rồi bạn ơi. Alo tất cả anh em nhé. Đấy em mới cấp 104 để tập đại cao thủ này, phú hào này, bình giáp này. Nhưng mà mình vào đây mấy hôm mình có đam mê mình săn boss đấy nhé, là đi đam mê săn boss không. Bán á cái băng rồng 89 xét 5 giờ mua PM. Rồi bạn ăn chưa hết nữa nhé. Tối bạn ơi, tôi test về tối. Kiếm thế tối tôi mới test. Sáng này tôi làm công việc của tôi rồi. Sáng nay live Võ Lâm. Khả năng rảnh rảnh thì khả năng tí nữa chưa chưa để vào test tí kiếm thế. Thôi là tối để test tiếp. iOS chơi được được không không bạn ơi, iOS chơi được bạn đây.
PK mình là căng thế nhỉ, do gì đấy nhờ ghê gớm đấy. Rồi liền tiện đi mình một tí máu đấy. Đường môn đổ sát hết hết kìa, lên chơi lại lo anh nè cha lên mất dã một loạt ngay, ghê gớm thật. Mẹ, kinh chưa lên cái nó đã ngay. Mẹ, trước khi biến đến 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 trước khi biến nơi thôi phải đi phải con mót được con mót mộc mà. Đi sang mót khác đi đỡ tốn thiên sơn bảo lộ của mình. À, 10 phút là mới được một con mà 8 con căng thật đấy mẹ, nên cái nó úp úp ngay anh em ạ. Trường Bạch Sơn Nam 161 163 này. Đấy lên trường Bạch Sơn Nam có cái bãi chay sướng lắm. Ví dụ cái bãi đầu tiên này này, anh em lên đây Sipati bãi đầu tiên này này, cũng ngon này. Bãi thứ hai đây này. Bãi thứ hai này cũng không kém gì bãi trên. Nó khả năng nhiều khi nó hơn bãi trên đây này. Đấy, bãi thứ hai đây này, bãi này là ngon nhất này. Bao giờ 7-8 lửa đấy. Hôm qua tôi 3 tỷ cái bãi đấy anh em ạ. Nếu mà cắn x2 mà cá treo cả ngày thì thôi rồi. Quá dã man luôn, hơi bị nhiều luôn. Mấy x mấy mấy có lửa chạy nhỉ, tầm 8x tầm 8x anh em party là có lửa chạy. Nếu mà anh nói chung là anh em chưa 8x anh em lên party vẫn được nhận mà, chủ yếu anh em vào được party anh em vẫn được nhận mà. Còn nếu anh em mà muốn kéo theo dàn xe của mình hay đi chay riêng của mình thì tầm 8x thì ăn được lửa. Nếu không thì theo tôi thì anh em cứ lên những cái bãi có lửa này này, đứng ở đấy đánh, đứng ở đấy đánh kiểu gì người ta cũng party thì người ta cần nhiều party, họ chưa full đấy họ sẽ party mình để ăn full. À, mình vừa được kéo thứ hai họ vừa có thêm kinh nghiệm cho họ nữa. Cứ lên trường Sơn Bạch Lam này mặc sa điểu này, mấy cái động này sa mạc 1 này, sa mạc 2 này, mấy cái động đấy đây tôi thấy là rất nhiều party họ đứng ở đấy luôn, nó đông đông người luôn này anh em ạ. Buổi sáng tốt lành, may mắn rực rỡ nha anh em ơi. Sẽ từng vật nghĩ ngoại phải công 25 điểm độc cơ đào xuất sát ngoại công 30 hút sinh lực hút nội lực 4, mẹ chủ yếu cái lúc nội lực 4 này mình không lọ mình cũng làm được cái tiêu ấy nhé, cũng làm cái tiêu hút nội lực 3 mỗi lại là cái tiêu nó hơi cùi tí. Bây giờ cái cần thiết yếu của mình vẫn là một cái kiếm. Có ai bán app 89x không nhỉ, mua mua app chơi đỡ phải cày. Đây mà bạn giao lên vào game bạn giao lên này, không thì bạn này lên giúp bạn là giao lên. Nói chung là bây giờ nếu xác định mua ấy, thì tôi
theo tôi nghĩ là bỏ ra, ôi con bắt hỏa ngon thế, chậm quá, lại phải đợi con khác. Bỏ ra từ khoảng tầm 150-200k giấy. Chắc tôi nghĩ tầm đấy là có một con mắc skin chơi nó ngon hơn. Cái mắc vì cái skin này luyện lâu lắm, skin này này. Đây này, mấy cái mắc skin. Skin này nếu mà anh em mới luyện luyện ấy nó phải mất tổng tầm 1 tháng, đi luyện quái mất gần 1 tháng. Mà nếu đi luyện thông thì anh em phải mất đến 500-600k ATM luyện thông. Thà mình bỏ ra tầm 150-200 gì đó. Mua một cái mắc skin còn có đồ luôn, thế vào chiến luôn. Tầm 150-200 là nhạt phèo với anh em mình, nhưng mà đáng bao nhiêu. Và trải nghiệm game luôn. Hoặc là nếu mà một xác một cái level thì tôi nghĩ tầm 500 đến một chục đến 100 thôi, 50 đến 100 thôi, nếu mà đấy là một xác. Đây đây mình gửi cho gấu gấu nhóm của game này, và là xin vào nếu mà lúc nào mà chưa mua được thì alo cho mình. Lô Tú Tinh Ninh nhá, buổi sáng nay rực rỡ nhá. Đấy, đây là cái fan girl của nhóm của Thiên Tuyệt này. Đấy, lúc nào mà không mua được được và cần người trung gian hay cái gì đấy thì alo Mạnh Mạnh mua cho 100k 3 bát phở có link 8x max skin rồi. Ừ đấy, đáng bao nhiêu đâu. Anh em về anh em đỡ phải cày vào, có một cái app cày vào anh em phải chơi luôn, max skin vào chơi luôn. Đỡ nhàn và trải nghiệm mà anh em bỏ ra 100 nghìn này, 150k với 200 vào anh em trải nghiệm nó đơn giản quá. Bỏ ra một vài triệu thì đến thì anh em ta còn đắn đo chứ còn đâu bỏ ra 100-200. Tôi nghĩ chắc nó ít để vào trải nghiệm một cái game như này, tôi nghĩ chúng ta không có gì là đắn đo cả. Chúc tất cả anh em đang xem live một buổi sáng vui vẻ may mắn rực rỡ nha anh em ơi. Mạnh trung gian mua mua hộ cái lấy bác mua thì bác bán tiền cho em xong em đi tìm mua cho, và mua bác chỉ tiêu của bác là muốn mua ác như nào và skin có mắc hay không hay như nào, thì trước em cũng mua cho bác Sơn Tùng Dạng, thế bác cũng bán tiền cho em xong này em mua giao dịch cho luôn, em gửi ác lại cho. Thế nhiều khi đi hỏi xong về anh em, ví dụ anh em không online ấy, em chưa kịp online ấy, đợi chờ nó lâu lắm đấy, nên xác định đấy bác cứ xác định nếu mà vào muốn vào bỏ ra 150-200 để mình trải nghiệm game thì bán tiền qua cho em đi tìm em mua cho, với cái tiêu chí của bác là thích cái phái gì và mắc skin không hay như nào. Chứ giờ cài lên 8x 9x thấy nó chua quá. Ừ bây giờ nếu mà cài lên chua thật mà, đấy là cái điều đương nhiên mà anh em, khoai thật nhé, bây giờ cài lên khoai thật nhé. À, bỏ ra rồi anh em ơi. Thằng nào mình không để cái trưởng này là nào lấy được không ép được nó. Không chơi trưởng lỗ. Thảo nào. Mắc skin tầm đồ vừa tầm thì bao nhiêu? Cái này thì em không biết luôn. Em biết bác mua cái ác khoảng tầm 9x này, đồ mắc skin này thì em đoán được tầm 150-200 thôi, còn đồ đạc thì em chưa biết. Đồ đạc thì em đi hỏi hộ bác rồi. Dù bác cứ banh cho em khoảng tầm 200 đấy. Xong đi hỏi bác thôi, xong bác để cái số điện thoại đây cần cái trực tiếp em gọi gọi điện cho bác luôn. Gọi điện cho bác luôn nói chuyện với người bán luôn, hai anh em hỏi hỏi nhau. Rồi em đứng em trung gian hộ thôi. 200 thì mua được ác vip không nhỉ? Nói chung là 200 thì theo em nghĩ là mua được một ác có đồ tạm tạm, đồ tạm tạm và mắc skin đường môn. Nói chung là không phải là vip đâu, nói chung là chơi được thôi. Chứ 200 làm sao có được ác vip, anh em người ta đầu tư tiền triệu và mới có được cái ác gọi là bình thường, thì 200 làm sao mình đầu tư được ác vip đâu.
Hello Trung Huy nhá. Để trắng vui vẻ nhé bạn ơi. Hồi xưa không lửa không bạch cầu hoàn làm giã tẩu kiếm tiên thảo lộ cày chay hồi viên thi chưa phát chưa 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 phải mất tiền mua thời gian còn cái lâu nữa nhưng không nhưng được cái vui chọn đời mỗi mỗi cái nó được một cái vui riêng. Thôi về lặn đồ đã anh em ơi. Đây mình gửi số tài khoản qua tin nhắn cho. Mấy bạn gửi luôn cho mình số điện thoại luôn nhé. Và bạn đây mình gửi qua tin nhắn cho bạn nữa. Gửi qua cái yêu cầu qua tin nhắn cho mình để mình tìm cho, mình hỏi cho. Hỏi ông anh này cho. Đấy. Check tin nhắn nhé. Yêu cầu mua ác như nào và đồ tạm tạm hay đồ như nào bạn ghi hết ra đây và level yêu cầu level bao nhiêu đây để mình hỏi cho. Rồi bây giờ làm đồ rồi anh em ơi. Thật ra làm chậm 30 có lĩnh 1 còn có lĩnh 7 này. Ui rồi lại con cốc rồi không được cái món gì ngon rồi anh em ơi. Còn boss thứ hai không được cái gì ngon. Hồi VG nó chưa ra cái mua Kim Yên Bảo lạp để lấy thời gian chơi nông dã man. thời đấy anh em cày ngon. Sao không test server kiếm thêm với anh? Hello Du Gạch Du Ca tối em ấy, tối anh mới test server mới. Thì sáng nay anh phải like Võ Lâm rồi. Cái open cơ, open thì anh sẽ like kiếm thế vào cái 10 giờ sáng. Đó là bản test thì anh vẫn like buổi tối em ơi. Thì cái về cái khung giờ Võ Lâm Lâm anh nhận đến giờ này rồi nên anh phải like từ này anh em ơi. Còn kiếm thế thì mình là buổi tối chỉ có với bên open thì mình đẩy nhanh tiến độ một chút gọi là mình like sớm Võ Lâm thì mình chuyển sang kiếm thế tầm 10 giờ sáng mùng 1 tháng 10 thì mình sẽ like open. Cái test này nó vẫn vậy mà anh em. Mà cao quật 240 173 40 173 thì nó chiếm góc này. Ok luôn. Lũ Vinh Dự ở 250.000 nhận được 250k của bác Vinh rồi nhá. Bác Vinh có cái yêu cầu gì về ác hay gì thì bác nhắn qua tin nhắn cho em để em gửi cho anh ông ấy đi tìm cho. Săn này một kim anh em ơi. Hóa là lung lung kim thì cháy cháy nhanh lắm anh em nhỉ. Woo!
không có, chưa thấy cái đồ gì nào ổn ổn anh em ạ. Tháng đồng 1 rồi, về nhận nhận con tiếp theo rồi. Ăn sáng là ăn một con hỏa, sáng một con hỏa, một con mộc, một con kim rồi. Cái đồ này lại bán sốt thôi anh em ơi. Đôi bác Trần Dương nhá, với hành trang 2 em chưa mở này, thứ hai như là chỉ ăn đây vẫn mới mở thôi. Nó mở thủ kho thì ở sang cái Long Môn Trấn ấy sao đấy. Tôi bị nhận nó bóp tiếp theo đây anh em ơi. Khoảng năng động 219195. Chơi nó tốt thoải mái em ơi, ngon lành luôn mày. Lại chơi được cả điện thoại cả PC giả lập. Là tôi anh em tải cái giả lập về cái anh em mình chơi thôi. Ôi, ăn được rồi này. Càng lôi 9 này. Tổng sát ngoại công 5 điểm. Ra là còn 9 điểm mà dòng nhìn dòng rõ dài, nhìn dòng rõ dài mà không ra gì anh em ạ. Đập sang lại công 17 điểm rồi, về lại bán số thôi. Ok ok Hoàng nhá. Thank you.
Sức mạnh 1. Hello tất cả anh em ạ, buổi sáng tốt lành, may mắn được giữ nha anh em ơi. Ở đây, đây mình đang nhắn nhắn tin hỏi đây. Nói chung là cứ tầm khoảng ngày thứ ba mà không hỏi được cái mình banh lại tiền cho nhé. 27 200 quả lao động. Động có thể bắt bắt thủy à, nhớ vừa có bắt thủy mà còn nhiều cái sao mà 1 181 211. Đường môn hoặc thiên nhẫn đúng không? Ok, đây bây giờ đây. Để gửi cho ông anh, ông ấy tìm mấy ông này, ông này ông ấy nha. Ông ấy quan hệ xe vào rộng lắm. Ừ đây, bây giờ nhắn tin cho ông anh đây. Ông này ông ấy quan hệ rộng. Ôi, mẹ về thành dưỡng sức luôn. Phải nhìn thật. Con này này nó căng thế nhỉ, nên cái nó dã mình ngay. Không test server bạn Quỳnh tao à, tối bạn ấy tối mới test, sáng tôi phải live võ lâm rồi. Đù mẹ thằng Lin này, nó bật chế độ bang nó phang mình ngay. Thôi bỏ này đi, bang nó đông quá, nó đứng đông quá té anh em, đứng mất thời gian thiên đảo lộ quá. Làm game chỗ nào lại cả làm bằng web ấy, có chỗ phần nạp thẻ đấy em ơi, một là nạp thẻ điện thoại hoặc là nạp banking, có hướng dẫn đầy ở ngoài đấy hết mà. Mà có quật thôi, lại lên có một kim rồi mà đánh bọn kia nó dã mình căng quá ấy. Có một con đường môn xét năm hành nữa, chiếu dạ dương dương 3 giá 1 m đấy, có con đường môn này này, gợi chiếu dạ này mua ở trong shop là mất 700 KTM rồi đấy. Đấy vừa nhắn xong.
À, được. Đây chụp chụp ảnh chụp chụp ảnh gửi cho bạn xem. Đây ác này đã ngon rồi. Đấy, có cái ảnh em gửi ở trên trên Zalo đấy bác. Xin chào Idol Sò, hello Thiên Phúc nhá. Bạn mua ác tôi chơi được không? Tao của bạn. Võ Lâm đầu họa xấu này bạn muốn chơi không? Đây đang hỏi cho ông anh trên Nai, ông bạn trên Nai ấy. Mua ác đường môn hoặc thiên nhẫn. Đây đang có một ác đường môn 5 5 hành ngựa chiếu giả. Một vợt thì căng quá đấy. Ừ. Nói chung là bây giờ bạn xác định mà mua cái ác tầm 250k đúng không? Để mình nhắn ông đấy bảo tìm một cái ác thiên nhẫn hoặc đường môn 250k. Thế nó dễ. Idol chơi cái bang PK cho máu. Không có luôn ý thiên nhẫn, chỉ săn boss không bao giờ. Ừ. Con này mấy con này mình chỉ săn boss thôi. Đam mê săn boss. Ôi là quỷ quá, không cái gì ra hồn cả. Rồi lại táng xốp. Ok đây chính vừa phải thế thôi bạn. Ok thế bây giờ tìm một ác đường môn hoặc là thiên nhẫn nó đao giá tầm 250k 9x max skin và có đồ và gọi có đồ vừa tầm đấy đúng không, chuẩn không, đường môn hoặc là thiên nhẫn đúng không, max skin là chắc chắn là sẽ có 250 là chắc chắn nó sẽ max skin rồi, quan trọng là đồ đồ nó như thế nào nữa thôi. Khả năng động 29 195 nên em vừa lên chỗ này nhưng mình bị PK thì phải. Đồng thế nhỉ. Rồi ok đây mình nhắn tin cho ông rồi, bạn đợi chút để ông đi tìm nhá. Ah!
Chơi ngũ độc sunblock cũng hay, tớ trước chơi ngũ độc nên rất thích ngũ độc. Ok bạn này, tối hôm qua tôi thấy bạn sang Nga, bạn bạn chơi với Toạc rồi đấy đúng không? Thằng Thiếu Lâm đang ra vẻ làm luật kìa, thả nó quả mấy viên vào đầu. Kệ nó, để ý gì mấy thằng này, thích nó PK lại thích thì nhá lại. Sáng nay tôi test server mới rồi bạn. Test chưa bạn ơi? Đông đông anh em test không bạn ơi? Sáng nay tôi phải live với Lâm nên tối tôi mới test kiếm thế. Chơi game Võ Lâm gần 20 năm trước giờ hay hay muốn trải nghiệm lại. Bác Dương Vinh ấy. Nói chung là bây giờ Võ Lâm của anh em mình chơi là trải nghiệm lại thôi, trải nghiệm lại rồi. Lấy cái tuổi thơ tôi bỏ ra mấy trăm mình trải nghiệm lại thôi. Còn đâu mà lúc nào mình trải nghiệm cảm giác mình thấy ổn thỏa, mình quen quen lại dần dần rồi lúc đấy mình sẽ đầu tư dần, lúc đấy mình đầu tư mình tính tiếp. Lần trước nhất mình vào mình phải cảm nhận game đã, cảm nhận game rồi chơi đã. Như em thì em cũng bảo anh em mà game này chơi hay các kiểu, anh em đầu tư vào đi các kiểu nghe nó cũng không hợp lý đâu anh em, quan trọng vẫn là anh em mình vào trong game anh em cảm nhận thấy game ok được không và thấy mình có hợp lại với cái Võ Lâm không thì mình mới đầu tư đúng không. Chứ em gọi chỉ bên gọi giới thiệu để anh em mình vào chơi game thôi. Tớ là fan cứng Ivan ban nhái dép xốp mà. Test rồi bạn, giống kiếm thế lắm bạn, chơi vui lắm giống kiếm sư ngày xưa vậy đó. Ok bạn ơi, tối nay tối tối là đánh tống kim ấy anh em, tối test đánh tống kim. Sáng này thì tôi không gì được open cơ, open thì tôi cả khả năng là tôi sẽ bố trí lại được thời gian tôi chơi open sớm. Còn đâu là test này thì nó như như gọi là ngày gọi gọi server tối mình test về tối. Vật phẩm không phải đồ của bạn, lại phải đợi anh em ạ, tôi lại phải đợi chờ. Tối tôi có hẹn với Tần Thị Hà rồi. Anh em yêu cầu quá, 9x giờ cũng hàng tầm 100 đến 200 mình chị bác. Nó mạnh có tải trên iPhone được không nhỉ? Úi giời ơi, có iPhone chơi thôi được quá tuyệt vời luôn. Cái này Apple Store, Android, iOS, PC giả lập là tất cả mấy thứ này đều là chiến lược nha anh em nhé. Giờ cày mất thời gian, tớ muốn mua một em ngũ độc nhờ idol giúp làm trung gian được không? Được Tiên Phúc ơi, thoải mái mà. Đây vừa đây đang đi hỏi cho ông Vinh Vinh Dự đây, bác đây. Đây đang đợi ông anh này ông đi giao dịch thôi. Bên bờ kia ra mua ác giao dịch cái có luôn này. Giao dịch thôi.
Có một con 5 độc 86 nè, vào 86 mắc 2 skin còn tẩy giá 2 lít. Mẹ không ra là kẻ bị cách luôn đấy. Trời ơi, con này ăn 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 chắc luôn. Quan trọng nó ra cái đồ gì. Ui. Cũng như là độc xác gọi công có 7 điểm. Này nó vào tầm 47 điểm rồi. Chơi với bố mày. Mỡ tiền. Ui. Này mạnh dạn gửi gửi vào một thằng bán thuốc rồi. Có phải cài lại bằng số điện thoại hay chứng minh nhân dân không biết ác họ nhờ họ ác họ cài mấy cái đấy chưa, vì như thường như đợt rồi mua hộ cái ông Sơn Tùng Giang kia thì đổi mỗi mật khẩu cái là xong luôn rồi, ok luôn rồi. Mình không biết là ác họ đã cài cài chứng minh nhân dân với số điện thoại chưa. Tôi nghĩ là nói chung là những cái app họ họ làm thì họ bán thì họ không cài những thứ đấy đâu, thì dân cày họ cài app có bán mà. Mình ở Hải Phòng, bác Vinh dự ở đâu? Em làm mỗi lúc con boss này nữa là chạy đi tí tống kim. Hai linh ba một chín bảy. Chưa biết giao dịch như thế nào, đổi một cộng 1 2 nếu người ta lấy lại thì phải nhắn để tôi hỏi được ông anh thử xem là được mà. Đang xem có ông gửi cho một ác 5 độc 86 mắc 2 skin tẩy còn giá 2 lít này. Vừa HP về tôi tận Đắk Lắk ấy thôi, mà Đắk Lắk ấy. Mà Đắk Lắk thì Đắk Lắk còn tu mẹ gần ông anh thôi. Ông ấy cũng ở Đắk Lắk. Đây đang hỏi cái ông đấy này, đang hỏi cái ông bán cho ông đây này. Ông ấy ở Lâm Đồng hay Đắk Lắk gì đấy. Ở trong cái mạng đấy mình nhớ không nhầm gì. Trước giao dịch đàng hoàng người ta vẫn bảo bị hack sang VNG, mình vẫn mất ác sau mua ác phải qua VNG giao dịch mới ổn. Để đây mình hỏi được ông anh này xem mình đã vừa cũng mua ác cho ông kia mà. Chứ đó là ví dụ những cái ác mà họ bán cho mình đấy, vì những cái thông tin họ thông tin trắng là mình về mình điền vào cái là xong. Thì đa số những dân cày họ làm những thông tin trắng thì họ mới bán cho mình được, và thông tin mà có chứng minh với số điện thoại rồi thì khó bán. Cái đấy thì dành riêng cho những cái người gọi là dân chơi, người ta lập app và người ta làm luôn những thứ đấy, người ta đầu tư sau này người ta chán người ta muốn bán thì còn mới có cái chứng minh nhân dân với số điện thoại thôi. Còn đó là dân cày thì bố bảo cũng không dám cài đặt mấy cái đấy. Mà quan trọng là bạn muốn mua ác như thế nào. Và nếu mà xác định mua chơi thì bao nhiêu tôi khoảng tầm 200 như như ông Vinh Dự kìa. Đấy. Trong vòng khoảng tầm 3 ngày với tôi không tìm được ác như thế thì thôi tôi lại gửi đoạn về này tới bạn, gọi là hộ thôi, hộ anh em thôi để cho anh em vào trải nghiệm cùng Mạnh thôi.
Nhiều khi hỏi được xong rồi đấy, ví dụ nhắn tin bạn không online cũng khó. Lại rớt top rồi. Lại top gì đấy bạn này? Rớt top gì đây? Này cứ bác kiểu gì chẳng ai con đặt xe không có bên Võ Lâm này không không cày xe anh em ơi, có đúng một lát cày luôn. Kiếm thế thì còn còn cày xe nhưng mức bên này không cày xe luôn. Tháng tất cả 14 này. Ui à. Ngon chưa? Tháng 20 là nó mắc ở cái 14 này, gọi là cái tầm cỡ giữa này. Trung bình khá này. Thôi vào tổng tổng kim. Đến giờ tổng kim anh em. Mỗi một ID một lick chỉ được một ác hai mấy bạn không chơi. Tôi không chơi một một PC giả lập được 20 ác con mà, nhưng tôi không chơi. Thì mới trải nghiệm lại Võ Lâm mà bạn, cũng như kiếm thế, đợt đầu đầu tiên kiếm thế tôi mới trải nghiệm lại, tôi có kéo xe đâu. Mãi về sau đến tháng thứ hai à, quen quen rồi mới bắt đầu kéo xe kiếm thế chứ. Rồi, chiến anh em ơi. Vậy cả khá tất cả 30 là đồ ăn bang à? Đồ xanh lấy đâu? Đồ ra 30. Ừ, đúng rồi bạn ơi, ăn bang này, ăn bang này có thời hạn hôm ăn đi, hôm ăn đi vần đấy. Hôm ăn đi vần có áo ăn bang thôi, ăn định quốc. Định quốc mấy cái đồ ăn bang kia thì hết thời hạn rồi. Đợt vừa rồi có một set ăn bang luôn nhưng mà hết thời hạn rồi. Có mỗi cái áo định quốc này thôi. Ôi áp đảo nhỉ, vào cái nó áp đảo ngay kinh thật đấy. Tống tống bao giờ chưa thế anh em, tôi đi đi mà tống bao giờ chưa lắm áp đảo này. Chiếu dạ an chiếu chiếu dạ ở server game, thật sự game thì mình cũng chưa biết giá họ bán bao nhiêu, nhưng mà trên bảo vật là chiếu dạ họ bán là 700 kim nguyên bảo. Rút mẹ chạy không kịp, lại ăn hành rồi bạn này, lại những cái chơi 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 đứng này là ăn hành ngập ngập mồm mà.
máu này tăng chậm quá, những cái máu này tăng cho nhanh. Được cái tống kim ở bên này là không mất tiền mua máu, nhận miễn phí. Nó ép kinh kìa, kinh đấy. Kinh đấy, kinh đấy. Ở nhà thủ đi. Là qua đại lý là 100 được 105, còn nó là qua lên min là 100 được 100. Như là bên này họ phát triển qua đại lý hết, đa số là làm đại lý là nhanh nhất, còn nó anh em là qua bên này nhưng hơi lâu sao. Tôi thấy nhiều anh em trước bảo là banh tiền qua bên này lâu lắm, lâu nhận được lắm. Làm thẻ thì mất phần trăm, làm 100 thì chỉ được 80 thôi. Đó là qua đại lý là nhanh lắm. Đấy, bên này họ phát triển toàn là qua đại lý thôi. Nhưng mà được cái võ lâm này chơi mình đi tống kim thì mình không phải lo tiền mua máu, thoải mái. Thế tôi cả anh em nhé, buổi trưa tốt lành may mắn nhé anh em ơi. Và là Vương Sơn một bạn ấy ra được một tháng rồi, một tháng một ngày rồi, open hôm 27, hôm nay là 28 rồi, một tháng một ngày. Rồi cái này nó tiện lợi chơi được cả trên mobile bạn này, rất hay, tiện lợi luôn. Nhưng cái võ lâm này mình mới trải nghiệm lại được tháng này ấy chứ. Cảm thấy tiện lợi chơi trên mobile, tiện lên đây like quảng cáo lên đến với anh em. Nhiều anh em ở chỗ chơi kiếm thế không online được PC, không chơi được được. Úi giời mẹ, nó đông thật. Mẹ tống công nhận cái buổi trưa này nó đông kinh khủng luôn. Ui giời, nó đồng. Nghe nó xà mình cứ đúng một phát chết luôn. Đồ mình là đồ này thủ yếu thật. Xà kim như thế mà không chết thằng nào. Rồi chết được thêm thằng nữa rồi. À, một boom đấy, quả đấy nó thả nó chết một loạt thì chết cái bố mày. Kim tầm này ở nhà. Rồi đây nè, rồi đây nè, rồi đây nè.
lùi. Nhưng mà chắc cái này cái này như này đi đánh nhau hay làm gì tự nhiên khó mà cái này mình bây giờ mới để ý này. Được bút hay sao cái này mình vừa được bút hay sao ấy. Giờ chơi này, tạm riêng một con ngựa cũng bằng con quay tàu rồi phải dẫn tạm ca. Nói chung là bây giờ chơi game đầu tư một vài trăm anh em gọi trải nghiệm thấy cảm giác là game nó ok mà hay đông người chơi thì lúc đấy mình lại tính tiếp. Đấy, như ác của tôi là vật vừa rồi chưa làm mấy rồi tôi mới ăn level ý là kiếm ăn ba nó chạy level lên nhưng mà mới có hơn 3 triệu ấy, rất ở đây hơn 3 triệu ấy. Về cứ về thành chứ có áp đảo quá áp đảo quá vừa đánh vừa rút ra được thằng tất cả đồ chúng mua trong kỳ trang cát đây anh em này. Đây có một số cái trong kỳ trang cát này anh em này, bảo vật này, mã bài này, ngựa 700 xu này, 500 này, 500 này đấy, bí tịch trong này này. Bảo thạch này. Ngoại trang cho anh em mình này, anh em thích ngoại trang gì thì anh em mua trong đây này. Đấy, đấy là từng cái xuống trong số họ bán. Đường môn đặt bẫy thì tiêm kim vô đối. Không phải quan trọng là tùy người biết chơi đường môn bẫy đấy. Tùy anh em biết chơi đường môn bẫy, nhiều người không biết chơi đường môn bẫy cũng không ăn thua. Ai mà chơi quen đường môn bảy đánh rất hay. Không kịp để hơi chậm nếu chuẩn ra cái đánh tống kim này đánh trên điện thoại thì nó dễ hơn cái trên máy tính mình đang chơi chạy ra nhắm vào và bẫy lỗ tan xác chuẩn luôn. Như là bác nói thì Phúc là thích chơi đường môn bẫy đúng không. Trên điện thoại mình chỉ hai tay mình như một đấy mình chỉ nó rất nhà nó dễ hơn. Vào đây bọn mày vào đây mà đánh cái trên PC mình đánh vẫn chưa dẻo tay. Vẫn ngượng tay lắm. Game này có kéo xe được không anh ơi? Game này kéo xe được thoải mái anh em ơi. Quan trọng là anh em có
có thời gian để mình làm ắt các xe hay không thôi. Xả như thế nó không auto riêng này. Đây auto này ở trong 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 máy luôn. Ở trong và cái con auto luôn. Ở chung thích hệ sát thủ hệ mộc đường môn với vũ độc được đầu tư đồ phòng thủ vật lý lý lắm. Nói chung là game nào nó cũng vậy, mình cứ vào mình trải nghiệm đã, phải vào trải nghiệm anh em ạ. Thật tôi khuyên là anh em chứ cái gì thế, mình cứ vào trải nghiệm đi. Mình thấy mà nó ổn thì mình đầu tư như trong tầm kiểm soát, nhưng cỏ mạnh thôi. Đúng chính xác, cái game này mình thấy là mình thấy đầu tư mình ít nhất có hơn 3 triệu hơn 3 triệu vào cái app này. Mà nói chung là không phải nó là gọi là app VIP đâu, mà nói chung là đánh cũng được, đánh cũng được rồi. Nhanh thế. Để nhận mẹ phun cái máu này tăng cho nó nhanh. Bí cái mật tịch này thì nếu săn được thì ngon, chứ làm su thì cũng không ngon lắm. Nói chung là tùy tùy anh em mình vừa chạy hoặc anh em mình đi làm nhiệm vụ nó đều có mà. Và nó có hai hướng, một hướng là mình cày cày cuốc, một hướng thì mình lại làm bỏ tiền. Anh em mình không có thời gian thì anh em ta lại bỏ tí kinh tế ra. Đấy, anh em mình có thời gian rồi thì không cần, đúng không? Nó xin vào ác hay nó toàn coi nhá. Đây em có mỗi một cái ác này luôn. Nói chung bây giờ anh em mình vào đầu tư thật sự anh em một cái ác nó không bán bao nhiêu tiền cả, thật rất rẻ luôn. Đây bây giờ đang hỏi cho bác Dự Vinh này, bác Dự Vinh ấy, cái một ác có một ác đường môn nó chắc mấy chục nghìn thôi, nó không phải mấy trăm đâu. Để ông kia ông anh em giao dịch xong là em giao dịch em banh banh tiền cho người ta, sau là còn thừa em banh lại cho bác mấy chục nghìn thôi. Đấy ông một có mấy chục thôi. À, cấp 88 mấy đường môn cấp 8 mấy. Mấy giờ mạnh này kiếm thế đấy. Kiếm thế chắc là là tối nay kiếm thế được. Tối nay kiếm thế hoặc là khả năng tí nữa luôn ấy, hồi 8 mạng luôn. Tí nữa nay con này đến khoảng tầm 12 giờ hơn 12 giờ một chút rồi cơm cháo nghỉ ngơi một tí. Khả năng là tí khoảng tầm 1 giờ lên kiếm thế, test kiếm thế thử tí. Tức là tối này like kiếm thế tiếp. Có đây mở nhỏ mỗi nhà tí. Ôi á. Ô thế lấy luôn hai ác đi. Ơ cứ để hai ác gì? Một ác đường môn rồi, lấy thêm ác gì nữa. Chạy. Đông.
đấy qua xem nào. Ừ, đang xem vào mới đang test rồi đấy. Sáng này bận live, bận live vẫn lâm nên là cũng chưa. Bận live vẫn lâm mình cũng chưa chưa test được kiếm thế. Ui rồi nó đẩy lên nhỉ. Ui rồi. À, anh em nhìn cái quân đỏ kìa. Quân tống nó đẩy lên như mưa. Hôm nay kim bao giờ cũng vậy nha anh em nhé. Tối kim nó ép lại tống mà sáng tống ép lại kim, thế mới căng. Tôi trước tôi đi mấy trận buổi tối kim mới ép tống buổi tối kinh khủng luôn. Ôi mẹ, đứng ở đầu ấy bị chết ngay. Ăn gì cũng thế, làm một con thiên nhẫn nhá, hai con ngũ độc, hai con thiên nhẫn đi. Lấy một con thiên nhẫn với một con đường môn lấy rồi, lấy con thiên nhẫn đấy nhá. Được không? Để tao nhắn tin ông đấy. Lấy thêm con thiên nhẫn nhá. Có mấy chục nghìn. Hai ác chắc tầm khoảng hơn trăm. Ôi à. Đồ yếu quá, nó xả mình ngay mấy cái chết. Rồi đây, anh nhắn ông ấy rồi. Để thêm con thiên nhẫn nữa. Có mỗi cái con, có một con năm độc gì đấy là vẫn còn tẩy skin mấy gì đấy, nó tầm 2 lít thôi. Rồi mấy ác kia tầm mấy chục. Rẻ hơn rau muống tới chừng bạn ấy. Có mấy chục nghìn. Bỏ nó đầu tiên tôi tưởng là nó là mấy trăm ấy, như đợt thì vừa rồi nó mua hộ ông kia tầm mấy trăm, bây giờ có mấy chục cái bọn tổng đất cày ấy. Nó đẩy ác ra đấy. Nhiều ác quá là đẩy ra, bây giờ rẻ mấy chục nghìn rẻ. Đây còn là mua hộ anh em thôi chứ không phải lãi lời gì cả. Đấy, mua hộ anh em vào cùng trải nghiệm với mình cho nó vui. Skin mà mắc skin, tầm này mà không mắc skin nữa thì ai chơi vậy anh em. Mình nghiên cứu có gì nhờ idol giúp nhé. Ok Thiên Phúc ơi, Thiên Phúc ở đâu nhỉ, nhà ở đâu nhỉ, có gần nhà toạc idol không? Vào đây mà ngập. Vào đây bố mình liền chết, lao ra ngoài mà nó đông lắm, ở ngoài nó đông lắm. Hello tất cả anh em, buổi trưa tốt lành, may mắn được giữa nha anh em ơi. Mình ở Thái Nguyên, hàng xóm gì toàn chuồng chó. Game tên gì vậy? Hello bác thổ trang game Võ Lâm TT.mobi. Mình có ghi cái link ở trên bình luận đấy anh em ơi. Anh em mà click vào link đấy rồi ra phần tải game là ấn tải game thôi. Cả điện thoại với cả mẹ chơi PC giả lập đều được nha anh em nhé.
lên đấy, lên đấy, ngon thì ngon lên đấy. Và nói chuyện với quạt cặp bà cà đốt tiền ý xả chết. Toàn là cái ông ấy, ông Tố Hải hay vãi 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 trưởng luôn. Tôi cũng phải công nhận là thế mà thật. Tôi nhiều khi thật sự anh em không phải gì, tôi ham học hỏi lắm. Nhiều khi tôi cũng sang bên đấy tôi ngồi xem live và tôi học hỏi ông ấy rất nhiều luôn. Không biết anh em nhiều tới nhiều nhiều ông ghét ghét ông đấy, nhưng mà tôi cũng cảm đã thấy ông ấy Tấu hài với nhiều cái hay, mang tiếng cười cho anh em trên live rất là vui vẻ luôn thật. Những cái gì học mình nên học đấy, ông ấy Tấu hài rất hay, vậy mình phải công nhận. Úi, 11 mạng rồi anh em ơi. Tôi đang học một số thứ của ông ấy, những cái gì nên học mình phải học anh em ạ. Tuy là tôi mình là một livestream nên là mình phải đi học. Cái nào tốt cái nào hay thì mình nên học để mình phát triển, đúng không anh em? Nhiều người không dám nói là ta phải đi học thằng này, ta đi học thằng kia, hay là ta không phải xem thằng này thằng kia. Nhưng bản thân mình thì khác, mình rất thích đi trải nghiệm xem tất cả các live, nhiều nhiều ông livestream những cái nào mới hay hay gì, cái mình xem mình thấy hợp với mình thì mình lại gọi là mình đi. Ôi, hết nội lực để mua nên đồ xanh đồ tím. Cái này đa số là toàn chơi đồ xanh đi bạn này, chứ an bang chỉ có event mà nó theo thời hạn thôi, nó không có nó không có mắc như mắc mắc gọi là định viễn, cái này nó có thời hạn thôi. Ôi, bị đẩy ngay, còn lại đẩy đẩy về đây nhanh thế nhỉ. Đẩy ngược lại lại nó đi, đẩy ngược nó đi anh em, đúng rồi, mình phải đẩy ngược lại nó, không cho nó đứng đứng chiếm cái chỗ này được. Tao lo nói chuyện vô tư với không sân si, chửi anh em đi vào như nhiều idol ở bạn ấy. Rồi nói chung là mình cứ về chơi Tấu hài hay lắm thật. Tôi phải công nhận, tôi là một livestream tôi phải công nhận nhận này livestream của mấy Tấu hài hay vãi vãi trưởng luôn. Thấy trong này về các idol không muốn nhắc idol vừa khớp vì idol mạnh thì vô tư chia sẻ, nhắc trong này vừa cũng thấy mến mến mộ. Có thật mà, bản thân tôi công nhận là bản thân tôi phải công nhận là tôi phải học hỏi ông đấy, tôi phải hỏi ông Toạc đấy mà anh em. Nhiều cái câu nói của tôi trên đây nhiều khi tôi phải học hỏi ông đấy, mình mất cái gì đâu anh em, mình chẳng mất cái gì cả, mình đi học hỏi người ta mất cái gì đâu, đúng không? Người ta chẳng tính phí mình cái gì cả, lên livestream người ta gọi bổ cho quả like quả sẻ với người ta, thấy hay cái gì hay mình tiếp thu cái đấy ok mà. Chứ còn đâu mình sân si với làm gì, sân si thì có bao giờ lên lên được đâu, kiểu như là nhiều người ta sân si kiểu không bằng họ, người ta cứ sân si mình thấy mình cười cái gì mình thấy rất hay luôn. Tôi thấy nhá, nhiều nhiều bạn bè của tôi nói thật, nhiều bạn bè tôi giới thiệu sang đấy rảnh rảnh sang đấy, biết là công việc mà kiểu là sò chét hay gì sang đấy xem giải trí bên đấy rất hay luôn. Tôi phải công nhận luôn, mình mất cái gì đâu anh em, chẳng mất cái gì cả. Gia đình hay Hà Tây cả. Ừ hay mà, ông ấy Tấu hài hay vẽ lìn luôn. Tôi bảo tôi đang đi tìm đi mua cái kính kính kiểu như cầu toàn, nhưng mà đéo đéo biết là mua chỗ nào ấy. Thi thoảng bây giờ mình có ông toàn này, thi thoảng với nhiều người người ta gọi là nói những từ khó nghe quá mấy lần ấy, thì ông ấy mới bỏ lắp mới nói lại mấy câu thôi, cái đâu là ông cũng không để ý, kiểu ông kệ vì cái cộng đồng của ông toàn cũng đông như thế rồi. Tấu hài hay vãi vãi trưởng luôn. Ôi,
đâu đâu trai cứ đi về đi về thủ, đi về thủ, đông quá đông quá. Cái nói thật cái tấu hài MU thì mình xong rồi, cái tấu hài MU thì mình không bằng ông Toạc được, nhưng mà mình trải nghiệm mình sang bên kiếm thế này mình cũng thấy cũng ổn, cũng hay, nhiều cái học hỏi ở đấy, xong rồi cái thằng này trải nghiệm hay phết. Chứ không phải là mình gọi là mình ngồi đây xong là mình nghĩ hot ông đấy đâu, mình nghĩ hot mình chả được cái gì đâu, gọi là cái gì đúng thì mình công nhận thôi. Tôi cái gì thật sự anh em, cái gì đúng tôi công nhận, tôi hay tính, tôi hay nói thẳng. Đấy, anh đi vào cho em xem thích xích rồi chứ ai cũng có cái hay riêng. Lương sơ bá ấy. Nói chung là mỗi người có một cái hay riêng, mỗi người có một cái gọi là không ai giống ai được. Nói chung là mà nếu mà để nói là chỉ mà ai cũng giống ai như ông Toàn thì nó lại thành nhão nhão quá, nhiều quá rồi. Ông công nhận thật, đi nói lại cũng phải công nhận này, công nhận là lão lão đi tấu hài hay vậy liền. Là trên game, trên live stream nhiều đôi khi có những cái quả tấu hài cái này cái kia gửi đến anh em nhớ, nó hay lắm. 213 198 ôi phải mua máu á, khả năng động. Buổi trưa tốt lành may mắn rực rỡ nha anh em ơi. Quên mất vừa không mua máu thì chạy chạy về lấy trước. Máu này không dùng được ngoài đây sao? À, máu này vẫn dùng được à? Thế là gỡ 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 gỡ. Đâu 213 cũng thế, người gần. Khi nào thích cảm giác đang thương Mã Phong qua cả bãi đồ Quỳnh bắn 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 ôi mẹ, nói hôm xem cái video của idol Quỳnh, bà đấy bà ấy quay ở ngoài, bà béo thật, béo hơn trên livestream to đô thật. Hôm quay cái clip bà vào nhà ông Toạc chơi đấy, quảng cáo kiểu như là quảng cáo nhá. Hai ông bà ấy nhìn nhìn ông Toàn ông vẫn vậy, còn nó nhìn ông nhìn bà Quỳnh úi trời, nhìn bà béo thật to đô. Ôi, bị nó thằng này dã ngay, mình có cái mắt mà cao quật, mà cao quật thì mình còn để ý được. Lên đó mình còn còn nhớ tọa độ, như mấy cái này mình tọa độ mình không nhớ rõ nhiều. Gấu nhất xóm cả, ai thảo nào.
Ôi mẹ, xảy ra cái dã mình ngay mẹ. Cha mấy thằng lìn này nó đông quá. Ngũ đầu lội công đam đam bót bằng ngũ độc bút chạy sâu. Ở game này ít thấy xe đa số toàn một hai ác, ít cái dân cày cuốc kiếm tiền. Ở tầm này người ta ít đấy, tầm này săn bót người ta ít đấy. Cái tầm đầu tầm khoảng 20 ngày đổ về đoạn vừa rồi ấy, ui dồi nó đồng kinh khủng luôn, mà họ không kéo xe nhiều đâu, họ chỉ kéo một đến hai ác họ đi săn cùng nhau thôi. Mà cao quật này họ kéo một hai ác họ đi săn săn với nhau thôi, chứ họ không kéo xe kiểu như bên nhiều 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 game kéo một dàn. Đấy, như mấy con boss mà cao quật này là hầu như mấy mấy chỗ là mình nhớ hết. Ai đâu sao không tìm map khác, thiếu gì boss sát thủ PK tiền nhiệm không ăn lại nó lâu. Ở đây đây té bot khác ngay, nhìn nhìn thấy nhìn, tôi nhìn thấy gì cái là tôi té ngay, tôi đây nhìn thấy hiện tượng là tôi phải té té map khác ngay bạn này, không thể đứng đấy được, đứng đấy nó lại húp húp sống mình ngay. Rồi, không biết con bot này con bot gì. Hello Kitty, môn đệ. Anh nè cưng. Trước ra săn boss sát thủ một đêm tôi kéo 6 lick, mỗi lick 3 con chỉ săn boss sát thủ kiếm tiền tiền vạn và kim bảo. Nghề phụ là 5 6 giờ sáng đi đi mài đồ. Xúc luôn bạn nhé, xúc luôn không? Ok. Đây là xúc cả đường môn cả con kia nhá. Bác vinh dự ấy, xúc cả đường môn cả thiên nhẫn luôn nhá. Ok. Hai ác luôn thiếu bao nhiêu mình bù? Thưa thưa 10.000 bạn ấy. Thôi tôi băng cho cả cái ông này, ông mua hộ mình 10.000 nhá, là 250.000 nhá, để ông ấy giúp 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 mình trung gian mua ác luôn. Tí về bạn chỉ việc đổi mật khẩu thôi,
Đây bây giờ tôi banh tiền cho mấy luôn. Thừa mất thừa 10.000 thôi này, gửi 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 anh đấy, gọi là tiền phí anh giúp mình một chút. Ác kia có 40 thôi, còn ác thiên nhận đao là 200.000. Đồ đạc thêm một đồ đạc cũng ok. Đây vì tôi banh tiền giống đấy. Là gì mau chơi cùng idol mạnh, nói chơi cùng idol mạnh. Nói chung là đồ đạc bây giờ dân cày bên này họ cày nhiều lắm, họ cày nhiều và đắt lắm, giá trị nó cũng bình thường mà nó không phải là cao. Một anh em mình bỏ ra vài trăm trải nghiệm mua cái ác trải nghiệm quá ngon. Đây tôi vừa banh giống xong này, đây này cho bạn xem 250.000, không này bộ bạn là ăn nãi nở cái kia đấy, nhìn rõ nhá. Đây giúp anh em thôi, tính mình nó hay thẳng thắn nên là nói nhiều khi nói gì nó hơi động chạm tí anh em thông cảm. Bây giờ đợi ông ấy giao dịch thôi, tí giao dịch xong rồi mình đưa cho. Vẫn bị thằng nào nó phang phang mình này à, đã mày làm mày banh 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 tiền không để ý ấy. Mày dã mình ngay được. Không trở lại chân cũ, ai mình bị giết này, bị giết này không không trở lại chân cũ được. Alo, vào test ác bác dự mua anh em đi vào ngắm qua được không? Đây đang đợi giao dịch, đang đợi giao dịch. Bạn mạnh quá. Đây ông ấy đang đợi giao dịch chưa vào được. Nhiều mà ít đâu mà ít. Ôi trời ơi sao vào này mà cái đầu game ấy, cái đầu game game nó mới kinh khủng, chật kín không có chỗ chạy in luôn thật. Mà rồi tôi bảo tôi đi xin party vài kia in thật, rồi anh em kín mít luôn. Đến tầm này nó vẫn còn căng căng thẳng, nó không còn căng như trước đâu, nhưng mà tầm này nó vẫn còn căng. Bây giờ nhiều tí nữa lên mấy cái map mà map Trường Sơn Bạch Tam gì xem đông lắm, vì cái này biết làm sao anh em chơi tiện cái nó chơi được trên PC giả lập với trên điện thoại nữa, thế là hầu như lúc nào anh em mình cũng có thể chơi được game. Rảnh cái là rút điện thoại ra vào đi làm tí tống kim một đi làm vài con boss thế là xong, hầu như lúc nào cũng thế, cũng là trong tình trạng mình online được. Vì cái điện thoại bây giờ ông nào sẽ có điện thoại thông minh rồi đúng không, iPhone này phía các kiểu rồi, kết nối mạng rồi. Không, mà con boss này có boss thủy à? Thôi có bó thủy thôi bỏ, có bó thủy thì bỏ. Đây bạn đã nhìn thấy cửa hàng người ta treo ở thành như đầy người bán giá tẩu này. Toàn bán đồ giá tẩu luôn. Mấy ông chuẩn bị đi vượt ải tham này, tôi lại chuẩn bị đi, mấy ông mới đi vượt ải. Mấy mẹ mấy ông xa xa nhất nhất thị trấn tôi cái nào kiếm mít hết nhất nhất thị trấn của tôi rồi.
đi vượt đại luôn. Xem sát thủ giản còn không. Ồ, phải đi mua cái sát thủ giản rồi. Bán ông kim à. Không phải là tao bán ông kim thôi. Ba mươi lăm vạn nữa. Một vạn đắt thế. Rồi mình xem này. Xem mình có những cái lệnh bài gì rồi. Đây, 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 đây. Nó che mất con nhất thì trần đéo đéo ghép được sát thủ giản này. Mà nó che mất tôi rồi. Game này vào anh làm sao nhanh được vào game này, vào chỉ có đi một đi ba ti hay là đi mua lại ác như cái ông gì mất có mấy chục thôi. Mắc skin mắc never luôn. À quý vị không phải mắc level 8 mấy level. Cái đồ dạ tốt. Săn boss sát thủ suốt ngày mà không có sát thủ giả dạ, đạn lấy lệnh bài lên ép. Đấy đang ấn luôn. Như thì trần vào này nó che hết. Mẹ nó tự tao tự tưởng nó che mấy cái con nhiếp thi trần mấy cái bọn này đi không có ý thức gì cả, không để cho người khác mà cắn vào. Tạo thành sát thủ giả. Năm sát thủ lệnh cùng thuộc tính ngũ hành sẽ hợp thành một sát thủ giản cấp tương ứng. Thuộc tính sát thủ giản sẽ được tạo thành liên quan đến năm cái á. Ô, mình cứ tưởng 10 cái này. Tưởng 10 cái này gắt được một cái chứ ta. Đây vẫn thiếu à? Mẹ này. Thiếu thủy, thiếu ba cái thủy à? Mẹ. Tại đã làm chơi được PC. Được bạn ơi, tải tài lập là chơi được. Tải tài lập chơi được nhé. Ôi, thiên hoàng nó bán một loạt thiên hoàng đây này. Mình cứ tưởng 10 cái này thì ghép được một cái sát thủ giản nhất nhỉ. Tải đơn giản là bạn vào cái Google bạn gõ cho mình cái tài ghi là tải giả lập LOX là nó hiện ra cái bạn ấn vào tải và phát là được ngay. Săn được một cái hút nội lực 3, cái tiêu hút nội lực 3. Mũi thủy, một cái gì 116 ấy nhỉ. Con này bán toàn bằng kim đi, con này bán toàn bằng kim đi.
thủy đâu. Cần hệ thủy. Tôi đang cần một cái hệ thủy. À, thiếu cái hệ thủy nó bắn vào kim mình để không còn kim. Cay thật. Tôi đi 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 săn một lúc bóp sát thủ. Tôi để tí đi đi sau. Võ võ lâm tt.mobi nhé bạn ơi. Cái link link game mình ghi ở trên bình luận đấy. Săn được một cái vòng kháng tất cả 10, đúng không? Một cái kháng tất cả 10 ở đâu? Chấm hết. Và lao động 227 200. Tôi vào có nhẫn hay vũ khí kỹ năng cộng 1 1 không ai đồ. Nhưng chưa thấy. Là thiếu có sát thủ thiếu mất 3 cái. Đâu sao phải công 13 này. Cái này có thằng nào đánh 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 rơi à? Mình đánh rơi à? Đó để ý này. Gấu như xóm lại gặp thằng gấu xóm này ở đây hôm nay hay gặp thằng này đấy nhỉ. Đây đây mình hướng dẫn cho luôn này, hướng dẫn cách tải giả lập luôn này. Mình quay mình hướng dẫn cách tải giả lập này. Đây tải giả lập lỗi mình ấn vào đây phần tải ngay này, ấn vào. Và cái này tải về ngay, ấn vào đây. Khi bạn tải về xong, bạn giải lén ra xong, bạn vào Võ Lâm Thiên Tuyệt, ấn vào cái cài đặt, muốn ấn vào đâu cũng được. Dễ dàng trải nghiệm Võ Lâm Thiên Tuyệt, đấy, tùy tùy anh em muốn muốn tải đâu rồi anh em tải. Ấn cái dòng là thứ hai cũng được, dòng tổng thứ hai này nó ghi là Thiên Tuyệt Mobile APK này, là cái này nó đang tải về cái giả lập của mình ấy. Đây, cứ thế đợi nó giải lẽn game ra mọi thứ ra là được thôi, đơn giản. Bác Vinh Dự còn ở đây không? Check tin chi nhắn hồi em cái. À, em đưa chưa anh ông kia ông giao dịch trước cho mình cái ác thiên nhẫn trước. Rồi bác vào bác đổi pass đi. Ông ấy vừa đổi rồi. Bác đổi pass còn theo theo ý bác đi. Nhanh quá, bó tay luôn, nhanh quá. Có nhé, ok, bác vào bác tải đi. Đâu bác đi đơn giản mà bác phụ phóng. Bác vào Google,
bác gõ hộ em cái tên là tải giả lập LOX đấy, xong bác ấn vào bác tải thôi, như bình thường nó như tải game thôi, nó có hướng dẫn đầy đủ hết mà. Xong khi bác tải được cái giả lập xong đấy thì bác giải lén ra máy tính của mình, xong là bác vào cái phần web võ lâm tt.mobi ấy, thì bác ấn vào cái vòng bút của play đấy, cái dòng thứ hai đấy, ấn vào đấy nó tải tải game về cái giả lập đấy cho mình luôn. Đợi 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 nó tải về xong hay là chơi thôi. Vương Sơn một nha bác, vinh dự ơi, Vương Sơn một nha. Còn ác ác đường môn thì chưa chưa thấy chưa 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 giao dịch nhá, đợi một chút. Hello tất cả anh em nhé, buổi trưa tốt lành may mắn nhé anh em ơi. Dọc thiên nhẫn ở đây KKS boss này đồng thật. Ucha qua tại vì mình không. Ok bạn gửi cho mình Ucha lên đây. Đây tiện mình Ucha máy bên cạnh mình sang mình tải luôn cho. Bạn gửi Ucha lên đây cho mình. Đi gửi ID mật khẩu qua đây thì qua mình tải nhá. Nào có bóp xanh luôn. Có đổi tên nhân vật được không nhỉ? Đổi tên nhân vật đó mình để hỏi thử ông này. Xem bà có. Cái đấy mình cũng không để ý lắm, không có đuổi được không. Có đường môn nó đánh. Có đường môn này nó đánh nghe tiếng hồ ù cả anh em nhỉ. Vẫn không phải của mình. Vãi linh hồn thật đấy. Cái này nó đánh đánh boss nhanh thật. Thanh long đao hút sinh lực. Ui hút nội lực một. Ui, đào lại có đội một một kém quá, mỗi một dòng. À đổi được, đúng là đổi được, quên hết mình không nhớ chứ mình rồi. Mất 200k ATM cơ. Mất 200k ATM mới đổi được tên cơ. Mua cái thẻ bác ấn vào bảo vật đấy. Có phần thẻ đổi tên đấy. Nó ghi có phần thẻ đầu tiên mất 200 xu là 200k ATM. Kết nối lại bình ắt này, đường truyền với mạng của mấy bạn thì lag hay sao ấy, đang kết nối lại bị bật rồi này. Đấy mà ấn vào cái phần tải ngay đấy, tải cái giả lập ấy về xong là giải lén ra thôi, xong là vào cái web võ lâm tt.mobi là tải game về thôi. Vừa nó bị nát tí. Tại sắp xong rồi này.
Đó, thì nhận test cho anh em xem không không ai đổi. Đấy, mình săn nốt con boss này xong là đến cơm ăn cơm luôn này. Vợ gọi ăn cơm mất rồi. Là cố làm nốt con boss này đã rồi cơm cháo. Có ác nào bán không? Bây giờ bạn muốn mua ác như nào? Nếu mà bạn muốn mua ác như nào thì mình đi tìm cho thôi. Vừa đây cũng đi tìm hộ mấy ông này mua ác như nào. Nếu mình muốn tìm ác như nào, quan trọng là mình tìm ác như nào. Ờ, xong rồi đấy. Xong rồi cứ đứng đây thôi. Lại bị lag ấy. Đấy, nói chung là cần cấp độ level như nào và đồ như thế nào đấy để tôi biết đường tôi đi bỏ hỏi kia mua hộ cho. Vừa mua hộ cho bác kia một cái ác 200.000 xong. Trộm cho lại không 4. Ui. Lại gửi vào shop thôi. Có gì bác nhắn nhắn tin mà tin nhắn cho em nhé. Đây em gửi tin nhắn cho bác, bắt cái tin nhắn này. Đấy, bác cần cấp độ gì, phái gì và đồ đồ như thế nào, giá tiền tầm bao nhiêu. Đấy, thì bác nhắn tin qua qua tin nhắn cho em để em đi hỏi em mua cho. Và nếu bác có xác định có mua thì bác banh trước cho em khoảng tầm vài trăm, một 200 gì đấy để em mua hộ cho. Thôi tầm này cũng trưa rồi anh em ơi, mình xin phép anh em nghỉ trưa cơm cháo thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé, hẹn gặp anh em vào tối ngày nay nhé anh em ơi.